Ngày 1 tháng 10 năm 2013, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Khánh Toàn, biệt danh Toàn Ken, 25 tuổi và Nguyễn Đức Cường, 19 tuổi, cùng ở phường 2 thành phố Mỹ Tho sau khi hai đối tượng này cướp dây chuyền nhưng chạy không thoát. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Cường và Toàn Ken mang theo một roi điện chạy xe gắn máy đi cướp. Khi đến quán cà phê Sơn Vườn thuộc ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thì thấy chị Đỗ Thị Tuyết Phương đeo dây chuyền đang bán đồ ăn sáng, nên Toàn giả vờ vào mua hai bịch cháo. Lúc chị Phương sơ hở thì Toàn ra tay giật sợi dây chuyền chị Phương đang đeo, chạy ra xe Cường đang nổ máy chờ sẵn để tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô, cướp, anh Đỗ Thanh Tùng dùng xe gắn máy rượt đuổi quyết liệt và điện thoại báo cảnh sát 113. Bị truy đuổi nên Toàn Ken lấy roi điện bấm liên tục về phía anh Tùng để uy hiếp. Cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều cây số, khi đến gần cầu Gò Cát thuộc phường 9 thành phố Mỹ Tho thì Cường đâm thẳng xe máy vào một phụ nữ đi ngược chiều, làm cả ba cùng ngã xuống đường thì bị người dân và công an bắt.